Xin chào tất cả các bạn và tất cả các em đã theo dõi chương trình Musketeer Zone. Tuần trước thì trong số phát sóng của IELTS Face Off thì cô Lily cùng với các chuyên gia cũng đã chạm một chút đến một cái chủ đề trong kỹ năng writing dành cho IELTS, mà một cái chủ đề mà nhiều bạn cảm thấy rất là khó khăn, đó chính là collocations. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về collocations với những cái tips rất là hay để các bạn có thể master the IELTS writing với collocations. Và tôi là Vũ Hải Đăng, IELTS Musketeer. Collocations. Collocations trong tiếng Anh nó là cái gì? Tóm lại là đây là một cái từ phát âm cũng hơi khó, thế nhưng mà bây giờ nó trở nên rất quen thuộc với tất cả những ai ôn thi IELTS rồi, bởi vì là đây là những ví dụ như là trong tiếng Việt thì chúng ta nói là ăn cơm, chúng ta nói là dùng cơm, thì đó là cái từ mà nó đi cùng với nhau. Ở một số vùng hình như là có dùng cả cái từ thời cơm, thế nhưng cái từ thời cơm đó là một cái từ rất là lạ, thế nhưng nó không phổ biến. Cũng giống như vậy thì trong tiếng Anh có những cái từ nó đi cùng với nhau và nó rất là quen thuộc, nó đủ hay để chúng ta sử dụng, nhưng có những cái từ rất là lạ lùng mà chúng ta biết thôi, chúng ta cũng chả cần phải học thuộc để làm gì. Thì collocation được hiểu một cách đơn giản đó là cách và các từ nó đi cùng với nhau để nó tạo ra cái sự tự nhiên trong một cái thứ ngôn ngữ, và đây đó chính là tiếng Anh. Ok, trên màn hình các bạn có thể thấy đây là một cái mà mình đưa lên đầu bài học ngày hôm nay, đó là sai lầm lớn nhất khi học collocation. Nó xuất phát từ cái kinh nghiệm của chính bản thân mình thôi, đó là mình học collocations với một cái tâm thế là rất là tham. Có nghĩa rằng là trước đây thầy cô hay đưa cho một cái danh sách những cái ví dụ như là có từ development, thì có một loạt những cái tính từ có thể đi cùng với cả development, nào là economic development, nào là hot development hoặc là red hot development, còn rất nhiều những cái collocations khác. Nhưng các bạn thấy không, bây giờ mình nhớ được mấy đâu, nhớ được có hai, trong khi cái list của cô cho thì có khi là lên đến 20. Thậm chí là nhiều người quảng cáo trên các cái trang Facebook là 200 collocations, không thể nào mà bỏ qua được. Tóm lại là một trong cái sai lầm, và đây là sai lầm lớn nhất, đó là học collocations theo list và rất là tham về mặt số lượng. Đây là cái thứ mà chúng ta cần phải tránh. Còn tiếp theo chúng ta sẽ trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái từ điển trực tuyến về collocation rất là thần kỳ. Đây là từ điển hoàn toàn miễn phí, nó rất là dễ dùng này, các bạn có thể sử dụng được bất cứ khi nào có wifi, miễn phí và trực tuyến. Đó chính là từ điển osdic.com, ở trang osdic.com như trên màn hình các bạn nhìn thấy. Ví dụ như là, và sau đây thì mình sẽ biểu diễn luôn cách để sử dụng trang web này, tìm ra những cái collocation, những cái từ để đi cùng với nhau một cách thật là đắt giá, một cách gọi là hay ho, nhưng mà nó cũng gọi là đủ quen, đủ lạ để bạn không cảm thấy quá là khó để khi ứng dụng. Chủ đề về sự nghèo khó là một chủ đề rất là yêu thích của các người ra đề trong kỳ thi IELTS. Và nghèo khó trong tiếng Anh đó là poverty, là một danh từ. Poverty. Ok, như vậy là các bạn nhìn thấy là khi chúng ta nhập cái từ poverty vào đây, nó sẽ ra một loạt adjective là tính từ đi cùng với cả từ này, động từ đi cùng với cả poverty. Rồi poverty sẽ kết hợp với noun như thế nào? Thì cái tip của mình ở đây này là bạn đừng có tham, nó đã có sẵn ở trên mạng thế này rồi ấy. Việc của mình là lựa chọn chứ không phải là ôm hết về để học. Ví dụ như ở đây bạn sẽ tìm, đây chưa có, các bạn sẽ kéo xuống thì đến phần adjective, phần trên cùng. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là những cái từ tính từ để đi cùng với cả poverty. Mình tìm xem nào, absolute này, thường quá, cái từ này ai chả biết, một số người không biết, thì tóm lại absolute poverty là một cái sự nghèo khó mà nó mang tính chất tuyệt đối. Có vẻ như nó hơi chuyên ngành một tí, nên mình nghe bảo nghèo khó tuyệt đối mình không hiểu lắm.
extreme poverty, cực kỳ là nghèo khó, sự nghèo khó cực độ. À, có cái từ ở đây mình sẽ lựa chọn, đó là từ grinding. Grinding thì nó xuất phát từ một cái danh từ mà mình biết, đó là từ grind. Nó chỉ cái vòng quay, guồng quay của cuộc sống. Mà cái từ grind ấy, nó cũng có một cái từ khác, nghĩa của nó là động từ, mà nó dùng để chỉ cái nghĩa là xay thịt. Đấy. Cái gì đó mà nó khiến cho con người phải quay cuồng, nó khiến cho con người phải như phải bước vào một cái cối xay thịt mà kiểu cảm thấy mềm mỏi, mệt mỏi và mềm nhũn ra. Thì tóm lại là cái sự nghèo khó nó cũng như thế. Grinding poverty. Grinding poverty. Ok. Rồi, ngược lại mình nghèo khó. Một cái chủ đề khác cũng rất là hay được ra trong các kỳ thi IELTS. Và đặc biệt là khi mà hiện nay cái bộ phim Crazy Rich Asians, những cái người châu Á giàu cực độ ấy, nó đang nổi tiếng, thì chúng ta sẽ đến với từ sau, đó là từ fortune. Fortune. Cái từ này rất hay bị đọc sai nhá. Fortune là sai, là fortune. Cái từ này nó mang cái nghĩa rằng là một cái vận hội, một cái vận hội tiền bạc, nói chung là một cái cơ hội về mặt tài chính cũng như là về mặt vật chất. Vận hội thì các bạn muốn sử dụng cái nghĩa nào, các bạn sẽ đi tìm cái nghĩa đó. Thì ở đây trước hết này, nó là cái fortune để chỉ cái sự may mắn. Đấy, luck. Nhưng mà mình không thích cái từ, không thích cái nghĩa này. Đấy, mình sẽ đi tìm cái nghĩa khác ở bên dưới. Đó, kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên để chúng ta sẽ tìm. Yeah. Từ fortune này với cái nghĩa thứ hai mà nó được dùng với cái đuôi SC. À, là một cái điều gì đó mà xảy ra với một người, và thường là nó mang tính chất là xảy ra. Cái điều này nó mang về mặt kinh tế. Tóm lại mình không thích cái từ này. Rồi, lại lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp. Ok. Rồi. Right. Một cái nghĩa thứ ba là fortune ở đây là mang cái nghĩa là đoán định tương lai. Fortune teller là người xem bói. Cũng không thích nghĩa này. À, mình thích cái nghĩa này. Đó là a very large amount of money. Đấy, một khoản tiền rất lớn. Vậy thì bây giờ mình sẽ chọn, chứ nếu mà dùng động từ ấy, chọn một động từ đắt giá. Một động từ đắt giá thì cũng gần gũi với đời sống của chúng ta. Ví dụ như là kể về một ai đó gần gũi xung quanh mình mà ông ấy rất là giỏi. Ông ấy lại tích cóp được một cái khoản tiền, một cái gia sản cất xù. Đó. Đấy thì xin mời kéo giúp mình lên trên. À đây, chỗ này. Yeah. Thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều những cái từ để nói về cái việc là xây dựng một cái gia sản cách xù nào. Accumulate, acquire, amass, build, make or win. Có từ dễ, có từ khó. Cái kinh nghiệm của mình là lựa chọn một cái từ nào nó ở tầm trung, nó đừng khó quá mà đừng dễ quá, mà nó cũng có vẻ hay. Đó là từ amass. Từ amass. Amass thì mình chỉ biết là cái từ mass ấy, danh từ của nó có nghĩa là một cái khối gì đó. Thì đây là, đây là khối tài sản, nó khá là gần nhau. Vậy thì amass chuyển thành động từ là mình tích lũy, mình gọi là tích lũy, xây dựng được một cái khối tài sản như vậy. Amass a good fortune. Đấy, a big fortune. Ok, thì đó là cách để chúng ta sử dụng từ điển Auslick để tra. Với một từ nữa thôi, thật là nhanh. Đó là từ chiến thắng đi. Bởi vì là có rất là nhiều cái tình huống mà chúng ta sử dụng từ này. Từ win, một cái từ rất là ngắn. Thì win nó có hai cái vị trí ngữ pháp, mà đó là động từ và danh từ. Thì ở đây mình muốn dùng win với cái vai trò của danh từ, win với vai trò của một danh từ, và tìm một cái từ nào đó để chỉ rằng là cái sự chiến thắng một cách nhanh chóng, dễ dàng. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có rất là nhiều cái tính từ ở đây. Đó, thì các bạn nhìn thấy ở đây sẽ có một tính từ. Đó là từ, tính từ run away. Run away. Đấy, mình có thể nhìn vào cái từ run away và các bạn sẽ thấy rằng là tại sao mình lại lựa chọn cái từ này? Run away win. Run away win là một cái chiến thắng mà nó mang tính chất là chẳng hạn như là đội mình gặp đội bạn ấy, hai đội bóng ấy, hay đội Việt Nam ấy gặp đội nào lớn lớn ở khu vực Uzbekistan, và ngược lại với cả cái kết quả mà chúng ta đã có của U23 trong chung kết giải U23 châu Á lần trước, thì lần này Việt Nam thắng đi
phải thắng một cách nhanh chóng, dễ dàng. Okay, it was a runaway win. It was a runaway win. Thì đây là một cái collocation nữa. Và với mỗi một cái collocation như vừa rồi, tức là một cái từ đi cùng với một từ khác, các bạn thấy rằng là mình không tham. Chúng ta sẽ lựa chọn một thôi và chúng ta tìm một từ nào bản thân mình cảm thấy thích. Và sau đó, khi mình cảm thấy thích rồi ấy, nó sẽ đi vào trái tim, đi vào bộ nhớ của mình một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Và đây là IELTS Musketeer Zone, chủ đề về collocation. Chào mừng các bạn quay trở lại với Musketeer Zone về collocation. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với phương pháp học collocation, phương pháp tra cứu collocation bằng cách sử dụng một trang từ điển collocation trực tuyến, miễn phí, rất là dễ dùng, osdic.com. Trong phần này, chúng ta sẽ đến với cách học collocations qua Diamond Vocabulary. Đây là một cái chủ đề mà đã được rất nhiều bạn ủng hộ trong khi mà mình thực hiện IELTS Face Off và Musketeer Zone trong mùa đầu tiên. Đó là học từ vựng bằng phương pháp từ vựng kim cương. Mình refresh lại một chút để các bạn nhớ bài nhé. Là từ vựng kim cương ấy, đơn giản là những cái từ vựng mà nó không phải tất cả. Từ vựng kim cương giống như những cái thuộc tính của kim cương, chúng rất là ít, chúng hiếm. Vì hiếm như vậy nên nó quý. Và đây ấy, quý với mỗi một người nó là quý về mặt tình cảm, về mặt cảm xúc. Vì vậy từ vựng kim cương là những cái cụm hoàn chỉnh mà nó đánh vào trái tim của mình, đánh vào cảm xúc của mình. Vì vậy nó rất là dễ thuộc và dễ nhớ. Và bây giờ chúng ta sẽ học những cái từ vựng kim cương, gọi là học cách để chiết xuất ra những cái collocation, để học từ những cái cụm Diamond Vocabulary hoặc là Diamond Sentences. Alright, chúng ta đến với câu đầu tiên. He shows deep-seated doubts about the future. Bạn bỏ qua cái deep-seated này đi, vứt nó đi. Bây giờ chúng ta chỉ đến với những cái phần chính yếu trong câu thôi. Chủ ngữ, động từ, tân ngữ. Chủ ngữ là he, động từ là show và tân ngữ là doubt. Anh ấy thể hiện một cái sự nghi ngờ về tương lai. À, thì bây giờ mình mới xem kỹ cái deep-seated. Và deep-seated tức là một sự nghi ngờ về tương lai mà nó có xuất phát từ lịch sử rất là lâu rồi. Tức là trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng thế. Tức là một cái tâm thần hay là tinh thần, một cái tâm lý mà nó ăn sâu bén rễ vào ai đó. Và tâm lý này là tâm lý hoài nghi. Đấy, tâm lý hoài nghi và ăn sâu bén rễ. Thế là từ cái cụm này ấy, từ cái câu này là câu Diamond, mình thích câu này. Và thế là mình thích câu này, mình lấy cái cụm này ra học. Và đây chính là collocation. Mình chả biết nó là collocation nữa, mình chỉ biết là mình thích nó thôi. A deep-seated doubt. Ok, chúng ta đến với câu thứ hai. Câu Diamond thứ hai là Behind Finland's stellar education ranking is a comprehensive social security and public health system. Cái câu này là một cái câu Diamond mang tính chất là nó hơi dài hơn một tí. Cái câu trước thì ngắn, câu này thì dài. Mình giải thích một chút nhé. Đó là đằng sau cái thứ hạng về giáo dục, mà cái thứ hạng rất là tuyệt vời ấy, của Phần Lan là cái gì? Là thứ nhất là Social Security, là cái an sinh xã hội rất là hoàn chỉnh và đầy đủ, comprehensive. Và thứ hai nữa là cái hệ thống y tế công cộng cũng rất là comprehensive. Hệ thống y tế công cộng và an sinh xã hội rất đầy đủ và hoàn hảo. Đằng sau nó là cái đó. Cả một cái câu dài thế này nó khó học lắm. Nói chung là chúng ta dễ quên, nên là chúng ta cần phải biết chiết xuất ra những cái gì đáng để học và dễ nhớ. Đó chính là cái Stellar Education Ranking. Stellar Education Ranking. Và Stellar ở đây được hiểu rằng là very good, excellent. Ok, chúng ta đến với câu thứ ba. Câu thứ ba ở đây, các bạn lại nhìn lên màn hình nhé, và chúng ta sẽ cùng đọc câu này. Digital literacy can help one succeed in the knowledge-based economy that define our global future. Về ý nghĩa của nó, phải hiểu ý nghĩa đã, rồi sau đó mới học gì thì học.
ý nghĩa của nó là digital literacy. Literacy là một cái sự hiểu biết. Nói là cái literacy được dịch cho tiếng Việt là cái việc cái hiểu biết, một cái hiểu biết và một cái học thức về một lĩnh vực nào đó. Thì đây là học thức về công nghệ số, hay là một cái giáo dục về công nghệ số. Nó có thể giúp một người nào đó, hay có thể giúp chúng ta, nó giúp chúng ta thành công trong the knowledge based economy, trong nền kinh tế tri thức. Và nền kinh tế tri thức ấy, mà cái nền kinh tế tri thức này nó định hình cái tương lai của toàn cầu. Wow, cái câu này dịch xong cũng vã cả mồ hôi, bởi vì nó có khá là nhiều từ đeo to búa lớn. Vì vậy, again, chúng ta phải tìm ra được cái gì nó vừa phải thôi. Bite-sized things, tức là nó vừa miệng mình, để chúng ta tiêu hóa nó dễ dàng hơn. The knowledge based economy, đây là nền kinh tế tri thức. Một cái từ nghe rất là sang trọng, sang mồm, mà các bạn có thể sử dụng trong cả thi nói và thi viết của IELTS. Còn nữa không nhỉ? Wow! Câu tiếp theo đó chính là Antarctica was once a pristine land untouched by human disturbance. Câu này được hiểu rằng là Antarctica là vùng, hình như là vùng Nam Cực cái sao ấy. Các bạn tra từ điển giúp mình xem, kiểm tra xem là mình nhớ có đúng không. Vùng Nam Cực đã từng, was once, once là một trạng từ để chỉ cái gì đã tồn tại trong quá khứ, đã từng là một mảnh đất pristine, là một mảnh đất, cái mảnh đất nào mà nó pristine có nghĩa rằng là nó nguyên sơ, nó tinh khôi, nó rất là đẹp đẽ mà chưa có dấu chân của loài người. Đó, nên là phần sau nó hơi thường một chút nhỉ, nhưng phần sau cũng hay. Đó là untouched, là chưa được chạm đến, by human disturbance, chưa được chạm đến và chưa bị phá hủy, chưa bị phá hỏng bởi những cái hoạt động mà nó mang tính chất disturb, mang tính chất gọi là gì nhỉ? Can thiệp thô bạo của con người. Antarctica was once a pristine land untouched by human disturbance. Bạn hiểu được cái nghĩa của nó. Bạn sẽ gắn nó với một cái concept, một cái hình ảnh bãi biển tinh khôi, pristine beach, một vùng đất tinh khôi, pristine beach và một vùng đất tinh khôi, pristine land. Và đây chúng ta đã có một collocation để một cái tính từ đi cùng với cả danh từ land mà chúng ta thường hay sử dụng. Ok, thank you very much. Trong phần tiếp theo của buổi ngày hôm nay, các bạn cũng đã nhìn thấy ở trên màn hình lúc này, đó chính là chữ tài nguyên học liệu này. Đây là một cuốn sách ngữ pháp mà có với mình nó là thần thánh, bởi vì cứ động đến cái gì mà về ngữ pháp mình cũng đều có thể tra được từ trong cái cuốn này. Thú thật là mình đã mua nó từ rất là lâu với cái giá không thể tưởng tượng được, có chỉ có tầm 30-20 nghìn gì đó thôi. Nên là đấy là một cuốn sách không biết bây giờ nó còn ấn bản hay không, đó là Understanding and Using English Grammar. Ở các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ấy, các bạn có thể mua được các cuốn sách ngữ pháp rất là dễ dàng bằng cách đến các hiệu sách. Còn ở các tỉnh xa thì phải làm thế nào đây? Đây là Cambridge Dictionary, trang từ điển rất là thần thánh này, miễn phí, ở đâu có wifi là chúng ta có thể vào được cái từ điển này để tra từ điển. Ở đây các bạn có thấy cái mục nho nhỏ ở chỗ này, đó chính là grammar, là ngữ pháp về tiếng Anh. Nếu như mà các bạn điền một mục từ vào trong cái mục search ở đây và sau đó tra về grammar, là nó sẽ có giải thích cặn kẽ về ngữ pháp của cái mục từ đó. Một cái trang web thứ hai mà các bạn có thể sử dụng đó là Grammar Bank, gọi là gì nhỉ? Ngân hàng về ngữ pháp. Đây là một cái trang Grammar Bank. Đây là một cái trang mà mình thấy rất là hữu ích, bởi vì họ có các bài thực hành. Họ cũng có phần lý thuyết, giải đáp về mặt lý thuyết, nên là vừa có gốc mà vừa có ngọn. Các bạn có thể vừa học lý thuyết và vừa thực hành. Và cái trang web thứ ba đó là một cái trang web mình cũng rất tin tưởng, của Hội đồng Anh, British Council, dạy về tiếng Anh. Như đây là cái trang chuyên về các cái chủ đề ngữ pháp. Nào là pronouns, possessive, adjective, pronoun này, tính từ này, danh từ, nói chung là về mọi thứ. Nên là các bạn có thể, đặc biệt là các bạn mất gốc thì sẽ cực kỳ thích trang này. Vì nó rất là cơ bản, rất là dễ và rất là dễ hiểu và dễ.
trải qua hai cái tips nhỏ như vậy, hy vọng là các bạn đã có thể phần nào giải đáp được collocations là cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại, sẽ gồm có những cái bullet point, những cái bài học chính yếu trong buổi ngày hôm nay. Thứ nhất, học collocations thì không được tham. Chúng ta sẽ lựa chọn theo sở thích của mình này, lựa chọn theo cái gì mà gần gũi với đời sống này, và mỗi một lần ấy, just only one, one and only, lựa chọn một collocation thôi để ngấm nó và thấm nó. Cái điểm thứ hai là nếu mà khi viết ấy, bạn cần một cái collocation nào đó thì bạn hãy sử dụng trang từ điển với collocations trực tuyến mang tên là osdic.com. osdic.com, và cách tra cứu như thế nào các bạn lại xem lại cái episode của ngày hôm nay. Và cuối cùng đó là một trong cách học collocations hiệu quả nhất là qua diamond vocabulary, những từ vựng cảm xúc. Bạn có một cái câu mà bạn thích và bạn hãy chiết xuất ra những cái collocations hay từ cái câu đó, và câu cảm xúc đó bạn phải bảo đảm rằng thứ nhất bạn phải hiểu nghĩa của nó, bạn có thể dịch nó sang tiếng Việt để làm sao nhỉ, để chúng ta sẽ có thể hiểu nó chính xác. Và khi mà mình hiểu chính xác, mình gắn nó với một concept nào đó trong tiếng Việt ấy, wow, bạn sẽ thấy nó rất là gần gũi, tự nhiên và dễ nhớ. Ok, và đó là những cái gì mình muốn chia sẻ cho Musketeer Zone ngày hôm nay. Bây giờ sẽ còn thời gian cho một vài câu hỏi nhanh. Các bạn có câu hỏi nào thì hãy cứ comment nhé. À đây rồi, mình đã nhìn thấy một câu hỏi rất là hay, theo dõi từ đầu chương trình mà bây giờ vẫn hỏi câu này. Thầy ơi, sao em học collocations em dễ bị quên thế? Em ơi, nếu mà học collocations mà em nhớ ngay được ấy, thì đó mới là điều em cần phải hỏi. Còn em mà quên thì đấy là chuyện rất bình thường. Cái việc chúng ta quên ấy, thì chúng ta sẽ cần phải tra cứu lại. Mỗi một lần mình tra cứu lại, đó một lần mình tác động lên cái trí nhớ của mình để nó nhớ cái từ đó hơn. Không có vấn đề gì cả, chỉ sợ là quên xong lại đoán mò thôi. Còn với collocations ấy, đó là những cái từ mà nó gắn liền với nhau, đi cùng với nhau. Vì vậy bạn hãy em hãy dùng những cái tips chia sẻ trong buổi ngày hôm nay, đó là học vừa phải thôi, đừng có học theo list. Và mỗi một lần ấy, chúng ta chỉ cần có một collocation cũng đã là tốt lắm rồi nhá. Câu hỏi nào nữa không? Phần hỏi nhanh đáp gọn của IELTS Musketeer Zone. Một câu hỏi về collocation nữa nhá. À, có bạn rất là nhanh và với đã sử dụng trang Osdic rồi, và bạn nói rằng là em tra có một số từ nó không ra. Đúng như vậy, sẽ bạn nhập vào đây có một số từ nó không ra đâu, bởi vì là collocations ấy, nó có một số từ nó rất là có nhiều những cái từ khác gắn với nó, chẳng hạn như danh từ. Chúng ta đã đến với từ poverty thì có nào là danh từ, nào là tính từ đi cùng với từ poverty, xong lại có những cái động từ đi cùng với poverty. Động từ đi cùng với poverty lại chia ra loại là động từ đứng trước poverty và động từ đứng sau poverty. Ok, có những cái thứ loại từ nó là như vậy. Vì thế khi mà tra Osdic mà không ra, đó là chuyện rất bình thường thôi. Bạn có thể chuyển sang tra, nhập cái từ đó vào Google và đọc một số bài thì có thể ra được cái cụm mà nó đi cùng với cả cái từ đó. Hoặc là thôi, chẳng cần phải cái từ nào cả, bản thân nó không ra có nghĩa là cái từ đó ít dùng với cả collocation, nên chúng ta tạm thời cứ dùng như vậy ở trong văn cảnh, đúng không nhỉ? Alright, các bạn có câu hỏi gì cứ tiếp tục chia sẻ và mình sẽ ghi nhận, để trong các số tiếp theo của Musketeer Zone mình sẽ dành thời gian bằng một cách nào đấy để có thể chạm đến các chủ đề mà các bạn quan tâm. Còn ngày hôm nay đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về collocations. Hãy đừng quên theo dõi IELTS Face Off trên sóng của VTV7 và Musketeer Zone hàng tuần, thậm chí là hàng ngày trên fanpage của IELTS Face Off. Thời lượng của chương trình hôm nay nó chỉ được đến đây thôi, nhưng mà mình sẽ ghi nhận các câu hỏi này để bằng cách nào đấy mình sẽ chạm đến các câu hỏi, các cái chủ đề các bạn quan tâm trong các số tiếp theo của IELTS Musketeer. Và các bạn đừng quên hôm nay là thứ năm rồi, thì sẽ là còn 2 ngày nữa là đến thứ bảy, chúng ta sẽ có một số IELTS Face Off số thứ 3, gặp gỡ một nhà ngoại giao. Mình sẽ bật mí là ông là một nhà ngoại giao rất là kỳ cựu của Việt Nam. Bạn sẽ học được rất nhiều bài học và câu chuyện tuyệt vời từ nhân vật này. Và đừng quên trong tuần sau chúng ta sẽ gặp gỡ với Musketeer Đặng Trần Tùng cùng với kỹ năng speaking.
Ok, đừng quên nhé, tuần sau Musketeer Zone gặp gỡ với thầy Đặng Trần Tùng. Còn bây giờ, bye bye.